quý vị, sáng nay tại Ủy ban Nhân dân phường 5 thành phố Vũng Tàu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật biên phòng cho 100 cán bộ nhân dân. Cán bộ nhân dân phường 5 đã được tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi của luật biên phòng Việt Nam và nghị định số 106 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật biên phòng Việt Nam. Báo cáo viên biên phòng cũng tập trung nhấn mạnh về chính sách của nhà nước về biên phòng, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ ngành, cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các thành viên của mặt trận trong thực thi nhiệm vụ biên phòng. Cũng tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cấp phát tờ gấp nội dung về chủ quyền biển đảo, chế độ pháp lý các vùng biển Việt Nam, luật biên phòng Việt Nam.